Khác với nhiều nghệ sĩ, nhờ tin anh khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, vì vậy ít khán giả biết được anh đã có bạn gái quen 18 năm. Bạn gái của cựu thành viên 1088 tên Xuân Quỳnh hiện đang là doanh nhân, cả hai quen nhau từ năm 1999. Nhờ tin anh đã chia sẻ về quan điểm trong chuyện yêu đương cũng như tình yêu đặc biệt này của anh. Thật ra Xuân Quỳnh là hơi khác người ta một chút xíu, đó là cái sự đối lập. Cô bé là chạy xe ở tốc độ cao, thích xăm mình. Trong khi đó người ta thì thích những không gian yên tĩnh hoặc là trầm tĩnh hơn. Đôi khi người ta cũng không hiểu vì sao có thể là mình lại kết hợp nhau như thế. Nhưng mà cuối cùng Nhật Anh nghĩ là trái dấu nó sẽ hút nhau. Có một kỷ niệm vui là bạn gái của Nhật Anh thì trước giờ Nhật Anh phát hành rất là nhiều album, nhưng mà chỉ nghe audio thôi chứ không có xem MV. Tại vì khi mà xem MV thì Nhật Anh rất là tình tứ với tất cả cô bạn model. Thì ra là mà Xuân Quỳnh mà không muốn xem, không thích xem những cái đó, mà hay chọc đùa đùa là cứ mỗi lần có quay MV mới là trước nhà cô gái đó sẽ được tặng 2 cây xăng. Tên và bạn gái đã mặc dù không bên nhau nhưng mà cũng đã một cái khoảng thời gian rất là trải dài, đó là 18 năm. Thì Nhật Tân và bạn gái thống theo phong cách của phương Tây. Như quý vị khán giả đã biết, nếu mà theo truyền thông thì cứ khoảng một tuần hoặc là hai tuần chúng ta sẽ biết được có một cặp nào đó đang ly dị, hoặc là chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa. Vì vậy Nhật Tân không muốn đạp vào cái vết đổ đó, và Nhật Tân mong muốn rằng hạnh phúc là ở con tim mà không phải là bất cứ tờ giấy hoặc là bất cứ một cái hình thức nào. Và vậy Nhật Tân muốn cảm thấy là sống như thế nào mà hạnh phúc là được rồi. Đám cưới là chuyện đám cưới, là thật sự là chỉ một bữa tiệc nhỏ với gia đình, hoặc là có thể là đã hoàn thành xong cái vấn đề đó. Còn vấn đề là sống bên nhau hạnh phúc như thế nào. Như mãi mãi là tình nhân, giống như là hẹn hò nhau, không sống chung với nhau, mà là cứ là cách ngày qua bên đây sống hoặc bên kia sống. Rồi đôi khi hẹn hò cuối tuần hoặc là đầu tuần, thì giống như là đi xem phim thì vẫn còn chải tóc, rồi quần áo, rồi cái cảm giác mà hồi hộp chút xíu khi gặp nhau, hoặc là hẹn nhau một cái nơi quán nào đó mà đã từng đến, hoặc là nói với nhau là hôm nay mình đi quán mới, thì cái cảm giác đó thật sự là luôn luôn gây cho cái sự tươi mới trong tình yêu.